Anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em như thế này? Đúng là cái thứ sát chồng mà. Chỉ vì mày mà con trai tao mất mạng đấy. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Từ giờ tôi sẽ nuôi cháu. Còn cô, cút khỏi cái nhà này. Vậy là Miu đã phải rời xa ngôi nhà trước sự hắt hủi của người mẹ chồng và nỗi nhớ con da diết. Con yêu bố. Miu lặng lẽ nhìn cảnh hạnh phúc của hai cha con mà trong lòng cô nghẹn ngào nước mắt. 5 năm sau. Để bà đưa con đi học nhá. Bà ơi, con khát nước quá. Ừ, thế con đứng đây đợi bà, để bà đi mua nước nhá. Con gái của mẹ, con đã lớn như thế này rồi sao? Cô là ai? Cháu không quen cô. Mẹ là mẹ của con mà. Cô buông ra, cháu làm gì có mẹ đâu. Tránh ra, cô làm cái gì đấy? Bà ơi, con sợ quá. Mẹ ơi, mẹ cho con ở cạnh cháu một lúc ạ. Cô đừng có mơ. Thôi, để bà đưa con học tiếp nhá. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng. Dù cho người mẹ chồng có cấm đoán như thế nào đi chăng nữa, thì Miu vẫn ngày ngày dõi theo từng bước chân của con. 10 năm sau. 5 tháng qua đi, Miu vẫn ngày ngày dõi theo từng bước chân của con. Mình phải lên với con gái mình thôi. Con ơi. Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây. Mẹ á? Không, bà tôi bảo mẹ tôi mất lâu rồi. Không, không phải như thế đâu con. Mẹ là mẹ của con mà. Lại đây, cho mẹ ôm một cái nào. Mẹ nhớ con quá. Tránh ra, cô làm gì cháu tôi vậy? Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, tránh xa khỏi gia đình tôi ra. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ cho con nói chuyện với cháu một lúc đi mà. Con xin mẹ. Cô không đủ tư cách để nói chuyện với cháu tôi. Thôi, đi về nào con. Mẹ ơi, con xin mẹ mà. Cô buông ra. Ơ bà ơi, cô ấy là ai thế ạ? Con không cần phải bận tâm đâu. Quên hình bóng của người phụ nữ ấy đi. Hai bà cháu nhà mày đi đâu? Ôi bà ơi, con sợ quá bà ơi. Có bao nhiêu tiền, mang hết đây. Tao nói lại một lần nữa, nộp tiền ra đây. Chú ơi, chú tha cho bà cháu tôi. Bà cháu tôi làm gì có tiền đâu. Cháu bé bị va đập mạnh, ảnh hưởng đến mắt nên giờ không thể nhìn thấy được nữa cô ạ. Thế bây giờ có cách nào không hả bác sĩ? Trừ khi có giác mạc phù hợp, còn không thì tôi xin lỗi. Mày hại con trai tao chưa đủ à? Mà giờ mày về đây hại cả cháu tao nữa. Cô làm ơn tránh xa khỏi gia đình tôi ra. Bác sĩ ơi, tôi muốn hiến giác mạc của mình cho cháu. Cô chắc chắn rồi chứ? Cháu nó còn nhỏ, tôi không muốn nó bị mù đâu. Vậy thì cô đi theo tôi.
Trang ơi, con thấy thế nào rồi? Con nhìn thấy bà rồi chứ? Bà ơi, con nhìn thấy rồi, nhưng con mỏi mắt quá. Thế thì tốt rồi. À, mà hôm nay bà có một bí mật muốn nói với con đấy. Bí mật gì thế hả bà? Con hãy đi theo bà, rồi sẽ biết thôi. Ơ, bà dẫn con tới đây làm gì ạ? Con cứ đi theo bà rồi sẽ rõ. Nào, con đi vào đây với bà. Ơ, bà cho con gặp cô này làm gì thế? Con gái của mẹ đấy mà. Thật ra, Miu là mẹ của con đấy. Ơ, sao bà bảo mẹ con mất rồi cơ mà? Trang ơi, con ở đâu đấy? Lại đây với mẹ đi. Bà xin lỗi, vì trước giờ đã nói dối con. Còn đây, chính là mẹ ruột của con đấy. Và đôi mắt này chính là của mẹ dành cho con đó. Ơ, mẹ! Mẹ ơi, tại sao mấy lâu nay mẹ lại bỏ con như vậy? Mẹ xin lỗi, từ giờ mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đâu. Cuối cùng, sự cố gắng, nỗ lực của Miu đã làm lay động được người mẹ chồng. Bà đã cho hai mẹ con gần nhau và thậm chí bà còn xin lỗi rồi đưa Miu trở về nhà để cùng nhau chăm sóc cháu gái. Mẹ ơi, từ giờ mẹ đừng xa con nữa nhá. Những lúc nghèo khó, hoạn nạn thì tình cảm luôn là thứ được người ta trân trọng. Để rồi, khi giàu sang phú quý lại tạo ra nhiều cạm bẫy, khiến chúng ta quên đi giá trị thực sự của cuộc sống và những người đã ở bên ta lúc khó khăn. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng mình cũng thành công rồi anh ạ. Anh cũng không ngờ mình lại có thành quả như ngày hôm nay đấy em ạ. Từ giờ anh sẽ quan tâm chăm sóc để bù đắp quãng thời gian vất vả mà em đã bên cạnh anh. Hôm nay sinh nhật Miu, mình tặng cho em món quà này, chắc vợ mình sẽ bất ngờ lắm đây. À, con mùi ngon đây rồi. Ơ, cô có làm sao không? À, em chóng mặt quá anh ơi. Anh có một bờ vai thật là vững chắc. Anh có một bó hoa, anh tặng em này. Anh là một người đàn ông thật là tuyệt vời. Em xin nhá. Này, anh cầm lấy này. Em về đây. Nhớ gọi cho em nhá baby. Thế là mình cũng có thai rồi. Hôm nay mình sẽ tặng cho ý một bất ngờ. Về rồi đấy à? Hey, càng ngày càng xấu, nhìn chẳng sót cái gì cả. Anh ơi, quà sinh nhật của em đâu rồi? Sinh nhật cái gì? Tôi còn đang bao nhiêu việc đây này. Lúc này quà, cô không hỏi được việc nào à? À, anh này. Cô mua ra. Con mồi của mình phải gọi cho anh ta trước thôi. Anh ơi, anh uống nước này. Anh uống đi, rồi tiếp tục làm việc. Ai để anh? Việc của cô à? Hóng hóng, sao mà lo làm việc nhà đi. Anh xin lỗi, mình đi về nhà anh đi. Ôi, nhà anh đẹp thế, lộng lẫy quá. Mà anh này, vòng cổ của em cũ quá rồi. Ước gì giờ em có một cái vòng cổ mới anh ạ. Ui giời, tưởng gì,
Chỉ là chiếc vòng cổ thôi à? Đây, của em đây. Chỗ này vẫn chưa đủ anh ạ. À, thế thì lần này đã đủ chưa hả em? Thế này thì đủ rồi. Anh thật là tuyệt vời đấy. Hả? Các người đang làm cái gì vậy? Anh dám dẫn gái về nhà nữa sao? Không không, đây là bạn anh thôi. Em hiểu nhầm rồi. Bạn mà lấy hôn lên mặt lên cổ anh thế kia. Này, anh xem đi. Cô quá đáng lắm rồi đấy nhá. Thế bây giờ cô muốn cái gì? Anh đã hứa những gì với tôi mà giờ đây anh lại đối xử với tôi như vậy. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Vừa già, vừa xấu, vừa bẩn. Làm sao tôi được với cô gái này? Cô nghĩ tôi thích cô điểm gì? Mẹ này quá quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến thế à? Mà anh đã quên đi những câu hứa với tôi. Cô muốn bù đắp đúng không? Này, cầm lấy. Những đồng tiền dơ bẩn tôi không cần. Rồi anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm với tôi. Anh ơi, em sợ quá. Em không phải sợ, em cứ ở đây với anh. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc em cả đời. Và thế là Miu đã rời xa ngôi nhà trong sự uất ức, nơi mà cô đã dành cả thanh xuân để vun đắp và xây dựng. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đầy đau thì cuối cùng đứa bé cũng đã được chào đời, nhưng lại thiếu đi hơi ấm và tình thương của người cha. 10 năm sau. Mẹ ơi mẹ, mẹ cho con lên kia chơi nhá. Ừ, con cứ lên chơi đi. Dạ vâng ạ, con đi đây. Yo, we are, thích quá. Yo, we are, thích quá đi. Ô, cái thằng béo này, mắt mày mù à? Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ. Đây là chỗ bọn nhà nghèo chúng mày chơi à? Hôi thối bẩn thỉu. Sao các người lại quát mắng con tôi như thế? Ô, ai đây? Nhìn quen thế nhở? À, vợ cũ của anh đấy chứ ai. Đứa bé có tội tình gì đâu, sao các người lại to tiếng mắng chửi nó như thế? Sau bao năm không gặp, nhìn cô vẫn xấu xấu bẩn bẩn như ngày xưa nhỉ? Anh thấy anh bỏ cô ta có phải là lựa chọn sáng suốt không? Chú không được nói mẹ cháu như thế. Hả? À, thằng danh con này, mày dám bắt tao à? Hả? Mày có tin tao đánh cả hai mẹ con mày không? Lần này tao cảnh cáo đấy. Thôi thôi nhích nhá. Thôi đi về em ơi. Mẹ phải thay đổi thôi. Mẹ sẽ giành lại tất cả mọi thứ xứng đáng phải thuộc về con. Con đừng khóc nữa. Rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con ta. Gì mà xinh thế? Ui, lâu ngày không gặp, nhìn em khác quá. Từ ngày xa anh, em chẳng vui chút nào cả. Đây, anh sẽ bù đắp cho em nhá. Em cầm lấy đi. Trong này là tất cả số tiền của anh. Em cứ dùng và tiêu thoải mái đi. Nhưng anh ơi, giờ em muốn có một ngôi nhà nữa. Thế anh ký vào đây cho em nhá. Được rồi, để anh ký, đơn giản.
là của em đấy. Em thích không? Được rồi anh ạ. À, giờ là lúc anh phải ra khỏi ngôi nhà này rồi đấy. Hả? Thế là thế nào? Em đùa anh à? Tất cả tiền bạc đất đai giờ là đứng tên tôi. Tạm biệt anh nhá. Tôi không đi đấy. Cô làm gì cho tôi? Không đi á? Người đâu? Đi ra ngoài thằng này. Đi ra ngoài. Cuối cùng những thứ thuộc về mình đã trở lại rồi. Ở đây giờ sẽ thuộc về mẹ con chúng ta. Ôi, thật thế hả mẹ? Thích quá, thích quá. Vì con xứng đáng được những điều tốt đẹp mà. Nhưng con nên nhớ đừng bao giờ bội bạc như cha con nhá. Cái con này, bao giờ mày mới đi trả tiền cho tao hả? Mày hứa lên rồi xuống bao nhiêu hôm rồi? Anh ơi cho em xin thêm vài bữa nữa. Hả? Mày đi suy làm gì thế? Anh ơi, ông ơi, kiếm đâu ra tiền để trả nợ bây giờ? Ai lại ngồi ở cổng nhà mình khóc lóc thế kia nhỉ? Cô có chuyện gì thế? Tại sao lại ngồi khóc ở đây? Tôi ở quê lên, đang đi tìm việc thì bị cướp hết sạch tiền cô ạ. Tội nghiệp quá. À, mà nhà tôi đang tìm giúp việc đấy. Nếu cô không chê, có thể về nhà tôi. Thật ạ? Được như vậy thì tốt quá. Thế cô đi theo tôi. Đây, mời cô vào nhà. Cô cứ đi vào đây, không sao đâu. Em à, ai đấy? À, anh à, đây là giúp việc mới nhà mình. Sắp tới em phải đi công tác nên gọi cô ấy về giúp đỡ cho hai bố con. Thôi, được rồi, em bảo người ta vào đây ngồi đi. Thôi, cô ở đây có gì phụ việc nhà và chăm sóc hai bố con giúp tôi nhé. Tôi đi công tác, mấy bữa nữa tôi về. Thế cô làm giúp tôi nhé. Mấy bố con ở nhà, từ sau em về nhé. Thế giờ cô dọn nhà với chăm sóc Miu giúp tôi. Tôi cũng phải đi làm rồi. Anh cứ đi đi, em lo ạ. Cô ơi, cháu đưa cô đi thay đồ nhá. Thôi, không cần, cô tự thay được. Chính ra, vướng chân vướng tay. Cái mũ này đẹp thế. Vứt cái nó rách đi thôi. Mình có làm gì đâu mà cô ấy giận mình nhỉ? Trời, ở đây có nhiều đồ đẹp thật đấy. Ôi đẹp thế. Đúng đồ của nhà giàu có khác. Nó phải thế này chứ nhỉ? Đây đúng là phong cách của mình mà. Ngon thật, đúng mánh của bọn nhà giàu có khác. Ai, sao cô lại ném cháu? Cái gì? Mày còn dám hỏi tại sao à? Lau đi. Tí về tôi mách bố tôi, cô dám đánh tôi. Cái gì? Mày nói cái gì á? Mày nói lại tao nghe xem nào. Mày vừa nói cái gì? Hả con danh con này? Cái gì á? Mày nói tao nghe xem nào. Đâu có. Thôi cháu không phô đâu. Cháu không dám phô đâu. Tao mà thấy mày hé răng ra ấy thì mày chết với tao. Nghe chưa con? Mày còn khóc à? Lau đi. Anh à, anh uống nước đi này. Nhìn anh làm việc có vẻ vất vả nhờ. Ừ, công việc mà em, đồng tiền kiếm được vất vả lắm. Em làm gì vậy? À, nhìn anh làm việc vất vả quá, để em bóp tay cho anh nhá.
Thôi, cô bỏ ra, không kể Miu nó thấy bây giờ. À, vâng, thế thôi anh làm đi nhá, em ra ngoài dọn nhà nốt đây ạ. Rồi anh sẽ là của tôi mà thôi. Con gái, sao con lại khóc thế? Ôi. Miu, thế cháu làm sao mà lại khóc thế? Con không sao bố ạ. Anh ơi, chắc cháu nó nhớ mẹ đấy. Thôi anh cứ đi làm đi, để em dỗ cháu cho. Thế em ở nhà trông cháu giúp anh nhá. Em đi làm đây. Thôi Miu, con để yên, cho bố mà con đi làm chứ. Thôi, ở nhà ngoan với cô, còn đi làm, về bố mua quà cho nhá. Này Miu, con khóc cái gì thế? Dạ, con không ạ. Lần sau ấy, tao mà thấy mày còn lèm bèm với bố mày, mày đừng có trách tao, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Còn bây giờ, cút đi cho khuất mắt tao. Sớm muộn gì, cái nhà này cũng thuộc về tay ta mà thôi. Ông này, ông có để tiền đâu nhỉ? Các đồng kỹ thế không biết. Đây rồi, giấu làm sao được ta. Uầy, nhiều tiền thế. Oh no. Ơ, sao cái Miu nó lại vứt đồ linh tinh thế này nhở? Tiền của mình đâu rồi? Miu, có phải con lấy tiền của bố ở đây không? Tiền gì? Tiền nào? Không, không, con không lấy ạ. Cái nhà này, có mỗi tao với mày, không mày lấy thì ai lấy được? Hai bố con anh làm gì mà cãi nhau to tiếng thế ạ? À, tôi có để tiền ở đây, nhưng giờ không thấy đâu nữa cả cô ạ. Tiền á? À, nãy em đang lau nhà, thấy cái Miu nó loay hoay ở đây, anh thử hỏi con xem nào. Miu, bố hỏi con lần cuối, con có lấy không? Bố. Nếu cháu có lỡ lấy thì trả bố đi. Trẻ con không nên ăn trộm cháu ạ. Thế tại sao lại có cái kính của con ở đây? Hả? Con không biết mà bố ơi. Không biết ạ. Miu, rõ ràng nay cô thấy con lục đục ở đây mà. Con có lấy thì trả bố đi. Mày, mày vẫn còn cãi à? Mày bước ra khỏi nhà tao, tao không còn được con như mày. Đi ra, nhanh. Chồng cũng tội, mà thôi, cũng kệ đi. Mình có lấy chồng tiền đâu, sao bố lại đuổi mình ra khỏi nhà chứ? Đợt này mình đi công tác về sớm, mà lại còn mua nhiều quà nữa, chắc con gái thích lắm này. Sao cái Miu lại khóc ở đường thế này nhỉ? Miu, sao con không ở nhà lại đi ra đường khóc thế này? Mẹ ơi, bố đuổi con ra khỏi nhà nhưng con không lấy tiền của bố. Chuyện là như thế nào? Con kể mẹ nghe xem. Con không có lấy tiền mà chính cô giúp việc cô ấy lấy, sao lại còn đổ oan cho con nữa? Hả? Lại còn có cả chuyện đó nữa hả? Được rồi, con về với mẹ để mẹ giải quyết. Con với trẻ cái mất dậy. Thôi anh ơi, anh đừng nóng, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Nhưng mà anh bực mình quá. Con với trẻ cái học đâu cái thói ăn trộm ăn cắp. Em làm cái gì thế? Thôi cứ để em san sẻ việc nhà giúp anh. Em thật là một người phụ nữ tuyệt vời mà. Đi vào đây, con đi vào đây với mẹ.
rồi, các người làm cái trò gì đấy hả? Tôi không ngờ anh là một người như thế đấy. Tôi đi làm tất thế để anh ngoại tình thế này không? Không không, mọi chuyện không phải như em thấy đâu. Anh với cô ta không có gì cả. Còn cô nữa, vì thương cô nên tôi mới để cô làm việc ở đây. Vậy mà cô dám vẽ má chồng tôi à? Cô cút ra khỏi nhà tôi mau. Thôi em ơi, em bình tĩnh lại, mọi chuyện không phải như thế đâu. Anh còn bao biện à? Vì cô ta mà anh đuổi cái miêu ra khỏi nhà. Bây giờ cả hai người biến đi cho con mặt tôi. Anh ơi, bây giờ phải làm sao hả anh ơi? Cô nói ra cô còn định làm khổ tôi đi bao giờ nữa hả? Em ơi, em cho anh xin lỗi mà. Anh bị cô ta lừa mà. Anh không có gì với cô ta đâu. Anh còn mở mồm ra để xin lỗi à? Tốt nhất anh và cô ta biến đi. Anh ơi, mau mở ra khỏi nhà tôi, nhanh lên. Em, cô bỏ tay ra. Thế có chuyện gì hả em? Anh ơi, em nghĩ bà già không qua khỏi hôm nay đâu. Anh tìm cách chiếm hết tài sản trong ngôi nhà đấy đi. Đừng để cho con Miu cái gì cả. Anh cũng muốn như thế lắm. Em có cách gì không? Anh ghé tai lại đây, em nói cho. Miu ơi. Nó thế nào? Được đấy. Hả? Mẹ! Đúng ý của ta rồi đấy. Mẹ ơi! Mẹ dậy đi mẹ ơi! Mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi! Mẹ dậy đi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi! Mẹ nhìn con này mẹ ơi! Mẹ ơi! Anh ơi! Thực hiện kế hoạch đi. Được rồi, để anh. Này Miu, đây là bản di chúc của mẹ, em xem qua đi. Bà cô chỉ vừa mới nhắm mắt, nhưng với lòng tham của mình mà người em trai đã vội mang tờ di chúc ra để đòi phân chia tài sản với Miu. Trong di chúc này mẹ có nói, sau khi mất đi thì tất cả tài sản thuộc về anh chị, cô không có gì đâu. Không để cho em chút nào chứ? Cô muốn thì gọi bà ta dậy mà hỏi. Còn bây giờ cút ra khỏi nhà nhanh. Tôi không đi, tôi không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi. Mẹ ơi, mày không đi tao sẽ lôi cổ ra khỏi nhà đấy. Mày vẫn không đi đúng không? Đi. Không, mày muốn mày ra anh thả mày ra đi. Rồi là mẹ tôi nữa. Thật là một vở kịch hoàn mỹ mà. Mày cút ra khỏi nhà tao. Mày đừng bao giờ bước chân về đây nữa. Thích đi đâu thì đi đi. Anh chị cho em ở đây vài ngày. Em hương khói cho mẹ, ổn thỏa với em sẽ đi ạ. Mẹ tao tự thắp hương rồi, không cần đến cái mặt mày. Mày cút đi. Mày buông ra. Biến đi cho khuất mắt tao. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Vậy là Miu đã bị chính người anh ruột của mình đuổi ra khỏi nhà ngay trong ngày mẹ mất. Cô chỉ lùi thủi một mình về căn nhà cũ ở quê, nơi mà tuổi thơ của cô được sinh ra
cùng với sự ấm áp bao bọc của người mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Giờ này mẹ đang ở đâu? Con gái yêu của mẹ, cố lên con, mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ đang hận con đúng không? Mẹ ơi, mẹ ơi. Thấy vui không? Hả? Cái Miu kìa. Đúng rồi đấy anh. Mới có một thời gian không gặp, sao nhìn em tồi tàn thế? Anh chị à, ở nhà anh chị vẫn hương khói cho bố mẹ đầy đủ chứ? Mày yên tâm, không có mày, nhà tao vẫn yên ổn. Một mình tao làm được hết. Ơi, ở đây em có chút hoa quả, anh mang về thắp hương cho mẹ giúp em nhá. Mày nghĩ mẹ tao lại thích ăn mấy quả xoài héo của mày á? Oh no. Ai sao anh lại làm như thế? Tao thích thế đấy thì làm sao? Thôi anh ơi, mình đi về đi, nắng nóng khó chịu quá. Và một thời gian sau, chỉ vài năm trôi qua, Miu của ngày xưa giờ đã là một cô gái thành công đầy danh vọng. Tỉnh Mẫu Tử đã đưa Miu trở về mái nhà xưa, nơi mà người anh trai đã từng vô tâm đuổi cô đi ngay trong ngày mẹ mất. Sao nhà lại vắng vẻ hiu quạnh thế này nhỉ? Này cô tìm ai đấy? Chị ơi, chị cho em hỏi, người nhà đây đi đâu hết rồi ạ? Cô tìm ông Linh á. Ông ấy cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất, vợ thì bỏ đi lâu lắm rồi. Ông ấy có dám về nhà đâu, nghe bảo đang đi trốn nợ đấy cô ạ. Thế hả? Ừ, vậy nhá. Thôi, tôi về đây. Mẹ à, bao năm mẹ khổ cực vất vả nuôi bọn con khôn lớn, vậy mà khi mẹ mất, con đã không ở bên cạnh lo cho mẹ được. Con xin lỗi mẹ. Kia chẳng phải là anh Linh sao? Em à, anh sao giờ anh lại ra nông nỗi này? Anh phá sản rồi em ạ. Anh xin lỗi vì trước đây do tin lời cô ta mà đã đuổi em ra khỏi nhà. Oh no. Không sao đâu anh ạ, đó là chuyện quá khứ rồi mà. Nợ thì em cũng đã trả hết cho anh rồi đấy, anh đi về nhà với em nhá. Tại sao trước đây anh đã đối xử với em như vậy mà bây giờ em lại đối xử tốt với anh như thế? Tại vì chúng ta là anh em ruột mà. Em không giúp anh thì ai giúp anh nữa? Thôi, chúng ta đi về nhà đi anh.